Mình chọn đây nè, thì công thức tự động chạy ở các bạn thấy không, mình chọn là số lượng thì tự động thành tiền đó, nó chạy tương tự ở đây đó, được chưa? Như vậy bây giờ công việc tiếp theo của mình là mình sẽ xử lý cái chữ nó A là như thế nào. Nếu như một cái bảng mà để như này á, thì khi mình in ra đưa cho khách á, nó báo NA này rất là mất thẩm mỹ. Thì chúng ta sẽ thay cái NA này thành 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 khoảng trống, đúng không? Không có gì hết. Nếu mà ở đây không có thì ở đây cũng rỗng, rỗng và rỗng hết. Được chưa? Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái hàm như sau, các bạn ghi chú lại cái hàm này. Cái hàm này là thường chúng ta áp dụng trong một cái form thực tế như thế này. Trong công thức, trong bài học của chúng ta học, khi mà chúng ta học người ta ít nhắc tới cái hàm đó, hàm này, hàm này, nếu này, if error này, hàm này, khi mà các bạn học thì người ta ít nhắc tới, nhưng mà khi mà chúng ta tạo một cái form có sẵn thì chúng ta hay sử dụng cái hàm này để nó triệt tiêu đi những cái lỗi này đi. Được chưa? Hàm này thì nó cái cú pháp nó như sau nè, bằng nếu, ở đây là giá trị nếu giá trị 1 đi, giá trị trả về, nếu giá trị 1 bị lỗi. Đây là cú pháp của hàm if error, thấy chưa? Có nghĩa là nếu mà là cái giá trị này lỗi thì trả về một cái giá trị cho sẵn này, được chưa? À, ghi như này thì các bạn có thể không hiểu, nhưng mà mình sẽ đưa vào công thức như sau. Cái đây được xem là giá trị 1, được chưa? Giá trị 1 thì nếu giá trị 1 này mà phát hiện ra lỗi dừng được thì nó sẽ thay thế bằng bằng cái gì mình muốn. Ví dụ như bằng dấu bằng số 0 đi, mình giao hai nháy đi nha, mình giao hai nháy có nghĩa là rỗng á, không có gì đó. Rồi mình sẽ kéo xuống nha. Thì khi sao, khi phát hiện lỗi NA thì lập tức nó sẽ thay thế bằng một cái chuỗi rỗng cho chúng ta. Rồi nhìn thấy không nha. Tương tự ở bên đây mình cũng thêm cái hàm if error đổ vào, cuối cùng là phải là thay thế bằng một chuỗi rỗng. Tương tự chúng ta kéo xuống. Rồi, tương tự ở đây cũng thế. Rồi, như vậy thì trong những cái công thức này nó báo lỗi thì mình đã dùng hàm if error để mình triệt tiêu cái lỗi này rồi. Bây giờ mình giả sử xem. Đó, các bạn nhìn thấy không? Hoàn toàn là tự động. Được chưa? À, bây giờ mình còn chỉnh thêm một số cái nữa. Ví dụ như là bôi đen cái này, mình cho ngăn cách hàng ngàn này cho dễ nhìn hơn. Ở đây, ngăn cách hàng ngàn. Tuy nhiên toàn cái cột tổng cộng này nè, mình sẽ sửa lại. Hồi nãy mình kéo bị lố đúng không? Bằng ok, chúng ta sẽ ví dụ thêm một số món nữa đi. Đây. Rồi ok. Chúng ta xử lý tiếp phần ngày này. Thì phần ngày này chúng ta cho nó nằm bên góc phải cùng với số bang này luôn đi ha. Mình sẽ bỏ nói đi và mình cho cái ngày nó gần đây. Ví dụ như ngày hôm nay là ngày ngày 7 tháng 8 đi, 2017. Số bàn, ví dụ như số bàn là 15 đi. Thì làm sao ở mục này nó cũng tự động nốt luôn, chứ mình không có cần đánh. Tự động là ví dụ như ngày hôm nay nghe bao nhiêu thì nó hiển thị ở đây là bao nhiêu. Thì mình sẽ sử dụng một cái hàm lấy ngay hiện tại, đó là hàm today.